khoảng hơn 530 hộ tiểu thương kinh doanh còn đang xót xa khi toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi. Lực lượng công an thì gấp rút để ngăn chặn ngọn lửa. Trong khi đó, có hai thanh niên trẻ vẫn ung dung chụp ảnh tự sướng rồi up lên mạng theo trào lưu. Hàng trăm người thay vì nhặt bia giúp đỡ tài xế không may gặp tai nạn giữa đường thì họ chạy ra hôi bia. Khi đó, người tài xế không biết làm thế nào ngoài cách ngồi khóc giữa dòng người mừng rỡ vì hôi được bia. Bảo mẫu đánh trẻ tàn nhẫn tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2013. Ba vụ việc kể trên, một vụ việc xảy ra ở Hải Dương vào tháng 9 năm 2013, một vụ việc xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 năm 2013 và một vụ việc xảy ra tại Đồng Nai vào tháng 12 năm 2013. Và cả ba đều có một điều chung, đó là hành động vô cảm đến tàn nhẫn. Bên cạnh đó, hàng ngày còn có không ít những câu chuyện đáng buồn xảy ra. Bác sĩ lái xe điên, mặc kệ người bị tai nạn đến chết, đánh hội đồng bạn, thậm chí con giết hại cha mẹ, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Cuộc sống hiện đại hơn, những tưởng người ta sẽ sống văn minh hơn. Thế nhưng ngược lại, người ta lại vin vào một số lý do để chọn cách sống thờ ơ, vô cảm. Kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Vaccine Cuộc Sống của kênh truyền hình O2TV. Vâng, thưa quý vị khán giả, có người thì nói rằng bệnh vô cảm là do một loại virus vô hình nào đó mang từ xã hội hiện đại đến cho con người. Nói như vậy không hẳn là sai, nhưng cũng chưa đủ và cũng chưa thật là trúng. Bởi lẽ, cùng một hiện tượng xã hội xảy ra trước mắt chúng ta, nhưng mỗi người lại có suy nghĩ và lối ứng xử khác nhau theo cách của mình. Mặc dù trong cuộc sống thì họ đều ở một cái xã hội mà chúng ta gọi là xã hội hiện đại. Vâng, chương trình Vaccine Cuộc Sống ngày hôm nay sẽ bàn luận về một chủ đề, đó chính là bệnh vô cảm. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả tham gia chương trình ngày hôm nay có chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Ông cũng là một tác giả mà có rất nhiều cuốn sách tâm lý. Xin được chào mừng ông đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào quý vị khán giả O2TV. Và vị khách mời thứ hai đó là một phóng viên trẻ. Cô là Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Xin chào quý vị khán giả của O2TV. Vừa rồi thì chúng ta cùng xem một đoạn clip có nói lại một số những cái câu chuyện mà cũng có thể nói là câu chuyện đáng buồn xảy ra trong thời gian vừa qua. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý, ông nghĩ sao về những cái hiện tượng như vậy ạ? Những cái hiện tượng như vừa nói đấy, mà chúng ta vừa thấy đấy, dạ, nó xảy ra trong cái thời gian gần đây là hơi nhiều. Và có thể nói là cái sự độc ác của con người nó thể hiện ở một số người như thế. Mọi người đều rất lấy làm bức xúc và muốn tìm hiểu tại sao nó lại như vậy. Riêng tôi rất quan tâm. Nhiều lúc tôi cũng không dám xem những hình ảnh đó, hoặc là chỉ lướt qua những tiêu đề của những cái bài báo đó. Thực sự là cảm thấy là có một cái điều gì mà khi mà mình kích chuột vào hay là mình xem thì rất là phải suy nghĩ. Ở chương trình ngày hôm nay thì Trang cũng là đại diện của giới trẻ. Và cũng dưới góc nhìn của Trang thì bạn nghĩ sao khi mà những cô bảo mẫu đấy cũng có những người đồng trang lứa với mình, thậm chí những bà mẹ trẻ, tuy rằng là chưa làm cha làm mẹ, nhưng bạn nghĩ sao về những hiện tượng đó? Những cái hình ảnh mà chúng ta vừa mới chứng kiến thì là những cái điều mà rất là buồn, những cái hành động rất là đáng trách, nhưng nó không phải là tất cả, nó chỉ là một thiểu số thôi. Còn rất là nhiều những cái người ta đang làm những cái việc tốt giúp ích cho đời. Ví dụ như là tôi mới đọc được một cái tâm sự của một sinh viên mới ra trường và sau đó thì được phân về vùng cao để công tác. Lúc đầu thì bạn ấy rất là buồn và cảm thấy chán nản. Đấy. Nhưng mà sau đó thì chính những cái hình ảnh của các em học sinh, các em ấy phải cho đồ ăn vào trong túi ni lông để mang đến trường và ăn uống, những cái hình ảnh rất là kham khổ ấy, nó khơi dậy ở trong lòng cô giáo trẻ đó một cái tình thương và cô quyết định là cô sẽ gắn bó lâu dài với cái công việc này của mình. Và tôi tin rằng là ở trong xã hội này còn rất là nhiều những điều tốt đẹp mà mọi người nên nhìn vào đó để cảm thấy yêu cuộc sống của mình hơn, cảm thấy cuộc sống của mình nó đáng quý hơn. Vâng, cùng sống trong một xã hội đúng không ạ, nhưng mà có rất là nhiều cái cách hành xử khác nhau. Thế nhưng nhìn theo một cái chiều hướng nào đấy thì rất nhiều người cho rằng là những cái suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là những cái hành động vô cảm như vậy cũng có thể dẫn tới một cái điều gọi là sự xuống cấp của xã hội. Là một chuyên gia tâm lý, cũng là một cái người lớn tuổi và có rất là nhiều trải nghiệm cuộc sống, thì không biết là ông nghĩ sao về cái đánh giá khi mà cho rằng đây là sự xuống cấp của xã hội? Hình như là báo chí
những cái phương tiện truyền thông của chúng ta ấy, có cái xu hướng là nói quá nhiều về những cái hiện tượng mà chúng ta nói là vô cảm. Thường xuyên có các phóng viên của nhiều tờ báo cứ hỏi ý kiến tôi về những cái sự việc như là cái cô bảo mẫu mà hành hạ trẻ con như vậy. Có một hiện tượng như vậy mà trong một buổi chiều tôi thấy có đến 4-5 phóng viên của các tờ báo hỏi ý kiến chuyên gia tâm lý là phân tích cái tâm lý của cái cô này xem như thế nào. Tôi đi đường tôi nghe thấy những cái ông bán báo, ông ấy giao để ông ấy bán được nhiều báo mà, thì ông giao toàn những cái tin ý thôi. Cho nên là nó tạo ra một cái cảm giác là những cái này nó quá nhiều. Và có người là đánh giá là xã hội, cái đạo đức của xã hội nó xuống cấp. Tôi thấy là nếu chúng ta nhìn một cách bình tĩnh và khách quan thì chúng ta thấy là xã hội nào cũng thế. Tôi thấy rằng hiện nay thì giới trẻ dành rất nhiều thời gian để xem Facebook và hay là đọc những cái tin hot về những cái nhân vật mà tự dưng nổi, hoặc là làm những scandal, hoặc là câu view, hoặc là họ sẽ gây ra một cái điều gì đó để họ nổi tiếng. Trong khi đó thì những bạn trẻ hoàn toàn có thể dành thời gian đó để làm nhiều việc có ý nghĩa hơn. Đúng là cái Facebook và nói chung là cái mạng internet nó làm cho, nó đem đến cho nhất là các bạn trẻ rất nhiều cái thông tin nóng hổi. Thế nhưng mà tôi thấy là cái sự lựa chọn của người xem ấy dường như là cứ bị hút vào những cái hiện tượng nó không đẹp. Tôi thí dụ như là cái chuyện bà Tưng đấy, mà hở hang đó mà. Trên cái thời gian ấy nhan nhản đọc đâu cũng thấy bà Tưng đấy. Bạn và cũng nhiều bạn trẻ nào cũng vào đấy rồi cũng like rồi thì là cũng comment vào đấy bình luận rất nhiều ý kiến và vì thế cho nên là những cái hiện tượng này có những cái thời điểm nó lấn át cả những cái thông tin khác. Thế còn Trang, bạn nghĩ sao? Bạn cũng là một người trẻ tuổi. Đúng là có cái việc là mọi người cũng quan tâm hơi nhiều đến những cái scandal, những cái không tốt. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng còn rất là nhiều những cái thông tin tốt khác mà mọi người quan tâm. Ví dụ như là tôi thấy các bạn của tôi, không chỉ lứa tuổi của tôi, khi mà họ vào Facebook ấy thì những cái thông tin liên quan đến việc ví dụ như là kêu gọi giúp đỡ một người nào đó này, hoặc là có một cái lên trên Facebook và kêu gọi họ là hãy tham gia một cái chuyến đi từ thiện, hãy quyên góp tiền hay là quyên góp quần áo cho những cái học sinh vùng cao chẳng hạn, thì các bạn ấy vẫn like, các bạn ấy vẫn share và các bạn ấy cũng là chung tay giúp đỡ cùng với những người khác. Tôi ví dụ như là ở Hà Nội có nhóm từ thiện thật là gồm các bạn trẻ, học sinh, sinh viên, và bây giờ thì nó lan tỏa ra cả thành phố Hồ Chí Minh rồi. Các bạn ấy quyên góp gạo, quần áo, những cái thứ rất là đơn giản thôi, mang đến cho những cái em nhỏ ở ven sông Hồng ấy. Rồi sau đó thì các bạn ấy tổ chức những cái chuyến từ thiện đi xa hơn. Bạn đã từng đi rất là nhiều chuyến đi phượt ở vùng cao, và gần đây nhất là một cái chuyến mà chúng tôi được biết đấy là ở Lào Cai, và các bạn là trực tiếp tham gia giúp đỡ cho những người bị nạn ở trong chuyến lật xe ở Lào Cai đó. Vậy thì Trang có thể chia sẻ lại cái câu chuyện mà bạn gặp phải thực tế và các bạn tham gia cái việc mà giúp đỡ cho những người tai nạn đó như thế nào? Trong cái vụ tai nạn ở Lào Cai thì ngoài nhóm của chúng tôi ra còn có rất là nhiều những cái người dân, những anh lái xe cũng chung sức để giúp đỡ các nạn nhân. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người, thì họ chỉ đứng ở trên, họ nhìn xuống dưới. Khi mà chúng tôi ở dưới thì chúng tôi vẫn rất là nỗ lực kêu gọi là mọi người hãy đi xuống vận chuyển các cái nạn nhân lên. Thì có những cái người ta đông lắm, người ta chỉ đứng ở trên, người ta nhìn xuống thôi. Và cũng có những cái người thì người ta chạy xuống, không phải là để người ta giúp đỡ, mà người ta hôi của. Tại vì là cái khách ở trong cái xe đấy chủ yếu là khách du lịch. Và khi đi du lịch thì họ mang rất là nhiều những cái phương tiện, ví dụ như là máy ảnh chẳng hạn. Một thành viên ở trong đoàn của tôi khi mà đang dìu một anh lên trên thì đã bị một cái thanh niên khác rất là to khỏe, họ chạy xuống xong rồi họ xô cái bạn này ngã. Lúc đấy thì là không biết là tại sao anh ấy làm thế, nhưng mà về sau thì hóa ra là anh ấy đang vội vã đi xuống để anh ấy lấy một cái ba lô, trong đấy có rất là nhiều những cái máy ảnh.
loại tốt. Đó. Thì những cái hành động như thế thì thật sự là rất là đáng buồn. Nhìn một góc độ nào đấy thì luôn luôn có hai chiều đúng không ạ? Mặt trái và mặt phải. Luôn luôn là có những người sẵn sàng đứng ra để ứng cứu, trợ giúp cho những người gặp hoạn nạn. Nhưng bên cạnh đấy thì lại cũng có những người sẵn sàng là lợi dụng cái hoàn cảnh đó để làm những cái công việc mà chúng ta có thể đánh giá là cao hơn sự vô cảm. Đó là một hành động rất là độc ác. Quý vị đang theo dõi chương trình Vaccine Cuộc Sống của kênh truyền hình O2TV. Không biết là tôi suy nghĩ như thế này có đúng không, một cái sự vô cảm mà nếu như lây lan từ người này sang người khác thì liệu rằng nó có trở thành một thứ bệnh hay không, thưa chuyên gia tâm lý? Tôi nghĩ rằng là cái đặc điểm của con người nó khác với đặc điểm của muôn cái loài khác. Ở chỗ là con người là nó có tính xã hội. Chúng ta phải xét đến những cái yếu tố mà xã hội trước kia không có. Thí dụ như những cái xã hội trước kia thì khoa học nó chưa phát triển mấy, cho nên cái cuộc sống của con người nó khá đơn giản. Người ta có nhiều thì giờ hơn để quan tâm tới ông hàng xóm. Đấy. Thí dụ như là ở nông thôn ý, là nhà này có thể nhìn sang nhà bên kia. Cho nên là thấy cái ông hàng xóm đi tập tễnh hỏi là bác mới bị ngã à. Thế nhưng bây giờ thì ở thành phố nhà nó đều kín như thế. Có khi là nhà bên cạnh có bao nhiêu người mình không biết. Làm nghề gì cũng ít thì giờ mà hỏi thăm. Cho nên rằng là cái xã hội hiện đại nó có cái cuộc sống riêng của mỗi người nó nhiều hơn. Thí dụ như là ở nông thôn có thể là một nhà có tivi, hàng chục nhà kéo đến xem cùng với nhau cho nó vui. Ngay ở thành phố thời bao cấp không phải nhà nào cũng có tivi. Cái tình xóm giềng người ta đến chơi uống nước rồi cùng xem tivi với nhau. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy là trong cái xã hội hiện đại này thì chả có ai đi xem nhờ tivi như vậy nữa. Nhà nào mà xem ở nhà ấy. Dạ. Cho nên cái tính cộng đồng, dạ, cái sự gọi là giao lưu với lại xung quanh ấy, nó giảm đi. Có những cái xã hội hiện đại nó không cho phép cái đặc điểm của cái xã hội hiện đại nó cuộc sống nó khẩn trương. Dạ. Nó tính từng phút. Và vì thế cho nên là có những lúc bắt buộc phải bỏ qua. Vâng. Như là ông có phân tích thì phần nào thì ta đang sống trong một xã hội hiện đại thì cái bệnh vô cảm nó càng phát triển hoặc là càng làm con người sống thu hẹp lại. Nếu như mà chúng ta cứ lý giải như vậy thì sẽ lý giải như nào cho cái chuyện là ra đường mà con người ta sợ bị ảnh hưởng đến mình, nếu như hô hoán lên, hay nếu như là nhìn thấy một hành động cướp giật mà không dám đuổi theo vì sợ trả thù, vì sợ sẽ bị liên quan, vì sợ tai bay vạ gió. Chúng ta thấy là có những người họ không vô cảm, họ can thiệp vào những cái hành vi tiêu cực nhưng mà rồi họ lại bị thiệt. Tôi nói trường hợp thí dụ như là cách đây mấy năm một thầy giáo ấy, khoa, ông ấy thấy những cái hiện tượng quay cóp trong phòng thi rồi giám thị bảo bài ném bài cho nhau, ông ấy quay những cái clip đó, ông ấy tố cáo. Thế thì vì sao là ông bị mọi người lại ghét bỏ? Thậm chí là tôi nghe nói là đến lúc mà đi họp người ta không ngồi gần ông ấy nữa, cô lập cái người tốt như vậy. Thì tôi thấy là cái thái độ của mọi người vô cảm với cái sự là cái người mà người ta chống tiêu cực, người ta bị đối xử như vậy, thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái mà chúng ta dung túng cho những cái tội ác. Theo quan điểm của ông thì có cho rằng vô cảm là một bệnh mang tính chất lây lan không ạ? Tôi nghĩ rằng là nó cái tính chất lây lan của nó thì quá rõ. Đấy. Thí dụ như là một người họ rút ra cái kinh nghiệm là mình can thiệp vào những cái hành vi xấu xa đó mình bị thiệt. Đấy. Và có những cái kẻ lưu manh đó nó trả thù cái người tố cáo nó ngay lập tức, có trường hợp rạch mặt. Thế thì có thể là những người khác thấy như vậy
là cũng lại thấy là can thiệp vào thế là thiệt thân. Tôi thấy cái trường hợp mà như cái thầy giáo khoa ấy, cuối cùng là không tồn tại được ở cái trường nữa. Thế thì tự nhiên là những người khác người ta cũng rút ra là không dạy gì mà làm những việc như vậy. Thế thì chính vì thế cho nên là nó làm một căn bệnh nó lây lan. Tôi nói là căn bệnh vì nó làm suy yếu cái cơ thể của xã hội nếu như mà nhiều người hành xử như vậy. Tôi cho rằng nó có 3 cái cấp độ của sự vô cảm. Một là sự vô cảm nó diễn ra ở trong gia đình. Ví dụ đối với người thân, ví dụ như cha mẹ ốm đau, bệnh tật, con cái không quan tâm. Rồi thì nuôi bố mẹ già, anh em đùn đẩy nhau. Những cái đó là vô cảm ngay đối với nỗi đau của những người trong gia đình. Ở trong gia đình. Cái cấp độ thứ hai là vô cảm với những cái nó diễn ra ở ngoài xã hội. Thế thì mà mắt mình trông thấy, ví dụ như gặp người bị tai nạn giao thông nằm ở đường không giúp đỡ thì đấy là vô cảm với những hiện tượng ngoài xã hội. Và có một sự vô cảm nữa ở cấp độ thứ ba là đối với những cái mà mình không nhìn thấy nhưng mà được thông tin, có thể nó ở rất xa, có người thì rất quan tâm đến cái tin đó để xem là động đất ở đâu, nó thiệt hại như nào, bao nhiêu người chết. Nhưng có những người là vô cảm với những cái đó. Cả ba cái cấp độ đó nó khác nhau nhưng mà nó đều chung một cái cốt lõi của nó là một cái thái độ bàng quan trước cuộc sống. Vâng. Vừa rồi thì tôi cũng như là Trang và quý vị khán giả thì đều được nghe tới ba cấp độ vô cảm mà chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa có nhắc đến. Nhưng mà tôi cũng xin được kể một câu chuyện vô cảm mà tôi cũng chưa biết là sẽ xếp nó vào ở cấp độ nào. Xin cùng mời chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng như là Trang cùng quý vị khán giả theo dõi một đoạn clip sau của chúng tôi. Vượt bộ hàng giờ liền để đến lớp học. Hay qua suối bằng túi ni lông. Mỗi ngày hơn 200 học sinh ở xã Sơn Bao, huyện vùng cao Sơn Hà, Quảng Ngãi phải đu dây kéo bè, ghe vượt sông sâu chảy xiết đến trường. Còn đây là lớp học dựng tạm, không có điện, thầy và trò phải thắp nến, soi đèn, cùng học con chữ tại bản Hủy Vang, xã Mường Mươn, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Gần 40 học sinh của lớp là bà con các dân tộc Khơ Mú, Mông, Thái, ở độ tuổi từ 15 đến 50. Ngày đi làm, đêm đến bà con mới có thể tới lớp học xóa mù. Trong bóng tối và sự yên tĩnh của miền Sơn Cước, ngọn nến này sẽ thắp không chỉ những con chữ trên trang giấy, mà còn đang thắp sáng thêm cuộc đời và những ước mơ. Hàng năm, ngân sách nhà nước ta dành một khoản tiền không nhỏ cho các chương trình giúp đồng bào ở những vùng đặc biệt khó khăn, từng bước xóa đói giảm nghèo và tiến tới ổn định cuộc sống. Thế nhưng, những lớp học khang trang như thế này vẫn còn là những giấc mơ xa vời với phần lớn trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa. Vừa rồi thì chúng ta có được nghe những câu chuyện ở những em bé vùng sâu vùng xa hay những cái khó khăn của người dân ở vùng cao. Những câu chuyện rất là đáng buồn mà vẫn còn đang tồn tại trước mắt của chúng ta. Ở đây thì chúng tôi muốn nói đến cái trách nhiệm của những người có chức vị, những người làm công tác quản lý, những người có lĩnh vực chuyên môn trong câu chuyện là cải thiện cuộc sống cho người dân ở những vùng như vậy.
Vậy thì theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa thì ông nghĩ rằng cái sự vô trách nhiệm này, cái sự vô cảm này đối với người dân đó sẽ được coi là cấp độ như thế nào? Ở đây thì tôi nghĩ là cái từ vô cảm mà dùng cho họ ấy, không chính xác lắm đâu. Bởi vì là họ gây ra tội ác, nó sẽ là vô cảm đối với những người ở cấp trên bao che dung túng cho những hành vi ấy thì là vô cảm. Còn những người làm những việc như vậy là những người họ nhúng tay vào tội ác. Tức là có thể quy kết về mặt pháp luật là những người đấy là có tội, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Tôi xin được trở lại với một câu chuyện nhẹ nhàng hơn, với những trải nghiệm rất là thực tế của Trang, một bạn trẻ đã tham gia rất là nhiều chuyến phượt. Hẳn bạn cũng gặp những cái câu chuyện tương tự như vậy. Vậy bạn chia sẻ gì trong ngày hôm nay? Khi mà tận mắt chứng kiến những cái hình ảnh các em nhỏ ở vùng cao quá khó khăn, thiếu thốn trong cái thời tiết rét buốt như thế này, thì lúc đấy tôi cảm thấy rất là thương các em ấy. Và khi mà biết là có những cái khoản ngân sách dành cho các em ấy và được người ta thực hiện chưa được đúng lắm, thì tôi cảm thấy là rất buồn và rất giận những cái người nào mà họ đã ăn chặn những cái khoản tiền đó của các em. Thì tôi nghĩ là những cái người trực tiếp ăn chặn đấy rất đáng bị lên án và rất đáng phải có một cái xử lý thích đáng đối với họ. Vâng, và chúng ta cũng đã từng nghe rất là nhiều những cái gọi là nghĩa cử và những cái hành động thiện nguyện, ví dụ như là mang áo ấm lên vùng cao, mang sách vở cho các em bé, hay là xây cầu, hay là xây những ngôi nhà để chống cho những vùng lũ. Tôi nghĩ rằng là nếu như mỗi một người có cái sự thay đổi về suy nghĩ hay là cởi mở tấm lòng của mình hơn thì chắc chắn là cái sự vô cảm sẽ giảm đi. Thưa quý vị, vừa rồi là những ý kiến từ phía những vị khách mời. Và tôi nghĩ rằng đó không chỉ đơn thuần là một cuộc bàn luận bàn tròn giữa ba chúng tôi mà còn là của cả quý vị khán giả nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe một số ý kiến của người dân mà chúng tôi ghi lại được. Theo như mình cảm thấy thì là cái bệnh vô cảm trong cuộc sống hiện nay thì nó khá là phổ biến. Một số ít người như thế thôi. Mình đi đường mà mình thấy người ta gặp tai nạn ấy, mà không biết là có bị làm sao hay không, nhưng mà nếu mà đã dừng lại thì cũng nên xem xét là người ta có bị làm sao hay không, nếu mà bị nặng quá hay đưa bệnh viện hay như nào đấy. Nhưng mà có người thì người ta cũng chỉ đứng đấy để nhìn thôi, mình cũng không đồng tình cái kiểu đấy. Từ những người mà mình cảm giác là họ là những người trí thức ấy, nhưng mà họ chứng kiến nhưng mà những cái tai nạn trên đường phố thì họ cũng không sẵn sàng để dừng lại để giúp những người tai nạn. Đấy điều đáng lên án và xấu hổ. Thấy là bất bình rất là nhiều. Nếu như mà gặp những cái bất hạnh mà không cứu giúp. Cái đó là cái trách nhiệm, thiếu trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Có thể là vì một lý do nào đấy chứ cũng không phải hẳn là họ vô cảm đâu. Có thể sợ rắc rối chẳng hạn, hoặc là sợ bị liên lụy với bên bản thân họ. Mỗi người một tính, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cái quan niệm sống khác nhau. Thì mình nghĩ là cũng nên có những cái biện pháp nào đấy để làm, tức là tăng những cái mối quan hệ, những cái tình cảm giữa con người với nhau hơn, để làm giảm những cái căn bệnh vô cảm này, bởi vì mình cảm thấy nó ngày càng nghiêm trọng hơn trong xã hội. Thì hiện nay nhà trường và xã hội là nên tích cực có những cái chương trình giáo dục thanh thiếu niên, trẻ em là về cái chuyện rằng là không nên vô cảm trước những cái bất hạnh của người khác. Hy vọng là sắp tới thì nhờ có sự ảnh hưởng của những trang mạng xã hội rồi đường tuyên truyền của nhà nước thì cái vấn đề đấy nó sẽ được giảm thiểu. Cá nhân ông là một người nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý, cũng là một người mà có rất là nhiều trải nghiệm cuộc sống. Tôi xin được hỏi ông rằng, liệu rằng bệnh vô cảm này có nhất thiết là phải cần có một loại vaccine đặc trị nào cho nó hay không? Cái căn bệnh vô cảm này, nó không phải là nó xuất hiện trong một sớm một chiều, mà nó là một quá trình. Một quá trình tha hóa dần dần của một số người trong thời gian vài ba chục năm gần đây. Để mà loại bỏ nó khỏi cái xã hội hiện đại của chúng ta thì cũng không thể có một cái liều thuốc, một liều vaccine nào thần diệu để mà chặn đứng nó. Tôi không nghĩ là có một cái liều thuốc nào hay một cái phép thần thông nào để biến nó đi. Muốn trở lại được cái tình thương yêu giữa con người với nhau, không có cái thái độ vô cảm nữa, cũng cần phải có một cái quá trình. Một quá trình giáo dục từ trong gia đình
cha mẹ luôn luôn là nhắc nhở dạy dỗ các em. Ở cấp độ 2 thì tôi cho là nhiều người khi mà thấy một cái hành vi xấu xa và có người bị thiệt hại, những người khác phải bảo vệ và pháp luật cần phải nghiêm minh, thì những cái người mà họ làm những việc tốt, họ không bị trả thù, không bị hãm hại thì họ mới ngày càng nhiều người làm. Còn ở cái cấp độ 3 là với những nơi mà chúng ta không nhìn thấy thì tôi nghĩ là, tôi nhớ là cái thời mà tôi mười mấy tuổi là có những cái phong trào, thí dụ như là đồng bào miền Nam bị nó đầu độc ở cái trại giam Phú Lợi. Mình không nhìn thấy vì lúc bây giờ nó cách xa hàng nghìn cây số. Nhưng mà tất cả học sinh là xuống đường đi biểu tình. Cho nên là tôi nghĩ rằng là ở mỗi một cấp độ nó đều phải được có những cái giáo dục. Khi mà chúng ta có một cái sự giáo dục đồng bộ ở các cái cấp như vậy thì tôi cho là cái căn bệnh đó nó sẽ thuyên giảm dần. Rất cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoàng ngày hôm nay cũng như là của bạn Trang. Và trong cái cuộc trao đổi bàn tròn giữa ba chúng ta ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta không thể tìm ra được một liều vaccine đặc trị cho căn bệnh vô cảm này. Nhưng mà hy vọng rằng là cuộc bàn luận này cũng ít nhiều sẽ đóng góp một điều gì đó có ý nghĩa đối với xã hội và đặc biệt là với những người xem, những khán giả của truyền hình của O2TV ngày hôm nay. Chúng tôi mong rằng là một phần nào đấy nó sẽ giúp cho những người còn đang mắc bệnh vô cảm sẽ có thể là đẩy lùi được căn bệnh này. Và chúng ta hãy nhìn vào những hành động có ý nghĩa hơn, có tính nhân bản hơn và cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhìn ở một góc độ nào đấy thì vô cảm chính là hậu quả của lối sống thực dụng, những giá trị đạo đức đang bị bào mòn, thiếu khuyết và là mầm mống của tội ác. Điều này cũng lý giải phần nào về sự gia tăng những vụ trọng án trong những năm gần đây và cũng là nỗi lo của xã hội, là lực cản đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, chúng ta cũng nên tuyên chiến với bệnh vô cảm và cần có một loại vaccine để loại bỏ căn bệnh nguy hại này khỏi cộng đồng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Mọi ý kiến đóng góp quý vị gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email vaccinecuocsong@o2tv.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.